Vâng, em xin chào quý vị. Nay thì là bên em tiếp tục lên cho quý vị ở đây là một cái con giải mã. Vâng, dòng giải mã dáng đứng của Onkyo, phục vụ cho những anh nào thích những cái con mà dáng của nó là dáng đứng. Đây, cái con này là con Onkyo có mã là 155A nhá, 155A. Đây, Onkyo FR 155A. Đấy. Hàng bãi nó về thì đúng như thế này luôn. Hàng nói chung mặt mũi còn đẹp. Đấy. Tất nhiên ở trên đây thì nó hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết nó hơi bị chế sức nhẹ một tí. Đấy. Còn về tổng thể thì nó còn rất ok nhá. Đấy là con CR, con FR 155A này thì là công suất của nó thì phục vụ rất là khủng. Với công suất lên tới 64W, 64W nó rất to ở trong các cái dòng dàn nhỏ này rồi đấy nhá. Rất to trong các cái dòng giải mã kiểu kim công suất nhỏ như này rồi. Đấy, với những cái mức công suất 64W như này thì nó kéo được những cái đôi bát 16 đổ về nhá. 16 cm đổ về. Đấy. Với các cái đường vào của nó ở đây thì mình sẽ thấy là có đường lay 1, đường lay 2, đường tép in và đường CR in là 1, 2, 3, 4 đường vào để có thể là cắm dây AV ngay điện thoại máy tính. Đấy. Còn subwoofer out đây là để làm gì, là để out tín hiệu ra. Đấy. Còn subwoofer out, pre-out thì subwoofer pre-out thì là để đưa ra sub điện. Đấy. Còn đây là chân để gắn công suất vào loa. Đấy, và đây là có một đường in để cho chúng ta có thể là cắm đường in vào đây để mình làm gì, là mình giải mã quang trực tiếp từ TV Smart vào đây để mình nghe qua cái công suất của con này, hoặc có thể out tín hiệu từ đường tiếp out ở đây mình đưa xuống âm ly để mình nghe nhạc ra các con loa to. Với những cái bộ dàn loa mà âm ly to của chúng ta không có đường quang in thì đây là một cái giải pháp rất tốt cho chúng ta. Đấy là chúng ta có thể đặt cái con này ở ngay cạnh âm ly của chúng ta, đặt bên cạnh luôn. Đấy, sau đó là kết nối đường quang vào đây và từ cái đường AV tape out đây mình đưa vào trong âm ly của chúng ta. Thế ngày xưa mình cắm đường điện thoại ở đâu thì mình có thể cắm điện thoại vào đấy. Hoặc ví dụ mình đang không muốn bỏ điện thoại đi thì mình có thể là cắm sang các đường khác, ví dụ điện thoại đang cắm đường AUX thì bây giờ chúng ta có thể cắm sang thêm một cái đường vị tuner hoặc là đường tape hoặc là đường CD gì đấy. Đấy thì mình đặt cái đấy nó là cái đường vào để cho chúng ta nghe nhạc từ trên qua đường giải mã quang của con này, thì chúng ta chuyển về cái cổng CD, cổng tape, cổng tuner, cổng nào mình cắm thì cứ chuyển được cổng đó. Đấy thì là mình sẽ làm con này, biến con này từ con giải mã quang ra thành AV và đưa xuống dưới âm ly để nghe nhạc từ trên TV Smart được nhá. Đấy về cái đó thì đó là về cái cách cắm. Đấy. Còn đây là ngoại hình. Đấy. Như con này thì công suất nó 64W, đây quý vị có thể thấy là tiếng của nó đưa tiếng bass rất là căng và trung âm rất là sáng rõ. Đấy. Với con này thì nó sẽ không cố chỉnh bass tép, nhưng mà ở bù lại ở đây nó sẽ có chế độ acoustic precision để nâng thêm các cái giải bass tép lên. Có 4 chế độ chỉnh sẵn cho chúng ta có thể là nâng thêm để chúng ta nghe cho nó thích hơn. Đấy nhá, press 1 2 3 và 4. Đấy. A press 1 2 3 và 4 thì chúng ta có thể là nghe một trong các 4 cái chế độ đấy, hoặc là nghe không nghe cái đấy cũng được nhá. Đấy. Đấy thì con này hiện tại em đang kết nối điện thoại để em phát nhạc cho quý vị này. Đấy thì chúng ta muốn nghe điện thoại hoặc đường quang thì chúng ta sẽ ấn O dưới input đây và chuyển sang các đường bật tương ứng nhé. Nghe đường quang chuyển sang digital này. Đấy, còn nghe điện thoại thì em đang cắm đường line 1, em sẽ cắm đường này thì em sẽ chuyển sang line 1 này. Ví dụ em cắm sang line 2 thì em phải chuyển sang line 2 nhé. Đấy. Đấy. Line 2 thì em phải chuyển sang line 2. Đấy, chuyển sang line 2 như này. Sau đó nó ấn chuyển sang line 2. Đấy, thì nó sẽ ra tiếng, quý vị thấy không ạ? Cắm cổng nào chuyển đúng cổng đấy cho em. Đấy, xin mời quý vị nghe một đoạn chất âm của con này qua cái điện thoại trước nhé. Sau đó em sẽ test cho quý vị thêm cái đường quang để
để cho chúng ta thấy là cái đường quang còn chạy. Và ở đây là cái CD này thì là nói chung là em không bao chạy CD đâu, nhưng mà nát em cũng sẽ test cả CD để cho quý vị là xem là CD còn sống hay không nhá, xem CD còn sống hay không. Đấy. Và nếu như mà CD còn sống thì quý vị cứ dùng thôi nhá. Khi nào nó hỏng, nó lỗi, nó chết rồi thì chúng ta có thể là mang đi thay mắt sau cũng được. Đấy. Đấy, cái này thì em sẽ không bảo CD. Đấy. Em test thêm cho quý vị. Đấy. Bởi vì bây giờ là nhiều khi các cái CD là quý vị về chúng ta dùng những cái đĩa nó hỏng rồi chúng ta cho vào chúng ta không đọc được, chúng ta lại đổ tại là cái con này, trong khi mà rõ ràng là nhiều trường hợp là khách hàng dùng CD của nhà mình nó bị hỏng lỗi mang sang ở đây gần như chủ chả có nào lên, nhưng mà cứ mang sang đây mà bên em lấy đĩa nào bên em thử cũng được, từ những cái đĩa kém nhất cho đến những cái đĩa gọi là xịn đều được. Đấy. Xin mời quý anh em lại cho đâm nhé. Ok, thì đây là điện thoại. Bây giờ em sẽ test cho quý vị cái chức năng CD xem như nào nhé. Đây, đĩa này. Cái đĩa này là có đĩa cũng rất là kém rồi nhá, nhìn. Nhưng mà ở đây em thử cho quý vị để xem là cái đĩa này nó chạy đến mức độ nào. Đĩa này. Ở nhà thì sẽ có rất nhiều quý vị cũng đang dùng những cái đĩa kiểu như này nhá, nhưng mà em không khuyến khích quý vị dùng cái đĩa này. Vì những cái đĩa này là nói chung là phôi của nó em thấy là cũng đã rất là kém rồi. Em cũng thử xem như nào nhá. Bây giờ mình bấm chuyển sang CD này, ấn CD MD chuyển sang CD này. Sau đó cho đĩa vào này. Đấy, được chưa? Thế lúc này nó sẽ có một quá trình gọi là serial reading, nó đang đọc đĩa này. Đấy. Thì nó sau khi đọc đĩa xong nó sẽ báo số bài này. Báo số bài xong mình sẽ bấm play ở đây để cho nó chạy. Chứ không phải là cứ để như này nó chạy đâu quý vị nhé, nó không tự chạy mà mình phải bấm play ở đây nó mới chạy nhá. Đấy. Đây là một cái đĩa có quang lập. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm ta nhớ những. Đấy, nói chung là đĩa với một cái đĩa nó thuộc vào dạng mà nhìn nó rách nát như vậy rồi nhưng mà nó vẫn đọc được như này thì là nó nói chung mắt con này là còn tốt. Đấy, tốt. Ok nha. Đấy, đĩa thì đấy, em test cho quý vị rồi. Xem này. Test thêm cái đĩa nữa đi. Một cái đĩa Như Quỳnh. Cũng là một cái đĩa chợ, nhận đĩa chợ hơi kém. Đấy.
thử xem cái đĩa này để xem sao. Đĩa này chính ra cái đĩa này đĩa tự ghi nhưng mà phôi của nó khi còn tốt hơn cái đĩa này. Đĩa này là một cái đĩa in công nghiệp. Rồi. Thì nó sẽ không bằng những cái đĩa này. Những đĩa này mặc dù nó là đĩa tự ghi đấy. Nhưng cái phôi của nó là đĩa phono. Đấy quý nhìn nhá, phono. Nó có tên tuổi hẳn hoi luôn. Còn cái đĩa này nhìn nó thẳng ra một cái thì nó hơi kiểu hơi ấy một tí thì gọi là như có anh khách anh đến anh bảo mấy cái đĩa này là gọi là đĩa vô danh tiểu tốt tức là nó chẳng có tiếng tăm gì đấy. Ok nhá. Nói chung là test hai cái đĩa thì em đấy nó đang đều đọc đây. Đấy thì đấy là đời CD. Đây còn bây giờ là tiết mục chính là đường quang. Đấy, đường quang thì mình sẽ ấn Alt Input đây và chuyển nó sang cái đường vào tên digital nhá. Đấy nó ra tiếng ngay này. Đấy nhá. Thì đây là con Onkyo FLR105A. Đấy. Thì giá của con này nhá, giá của con này. Đấy thì đấy, nói chung hình thức nó còn ok. Các chức năng CD, đường quang, đường điện thoại để em test cho quý vị là nó đều đang hoạt động bình thường. Đấy thì giá của nó là đi những con này thì thường là 1.3 triệu đấy thôi. Con này để cho quý vị nó đi là 1.150.000 nhá, 1.150.000 đồng. Thì anh nào đang có nhu cầu mua những con như thế này hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581. Đấy, hoặc trong trường hợp ví dụ như các quý vị gọi số đó không được thì ngay lập tức đổi sang số này cho em này 0979 99 1682 nha. Đấy thì có thể là số đấy đang bận nghe một cái cuộc gọi nào đó hoặc là đang đi đường không kịp nghe máy thì quý vị gọi về cửa hàng là theo số điện thoại là 0979 959 1682 cho em nhé. Gọi về luôn số đấy cho em chứ đừng cố gọi số kia làm gì cả nhé. Số kia thì có thể những lúc như vậy là thường là nó đang bận vào cái gì đó chưa kịp nghe máy thì quý vị gọi luôn về số 0979 959 1682 cho em. Đấy, còn nếu không thì cứ gọi số 0966 594 581 cũng được. Đấy, ok em xin chào các anh.